Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách nối ống nước cực kỳ hay luôn. Khi mà ống nước có sự cố vì ví dụ như là nứt vỡ hoặc rò rỉ này kia đó, chúng ta phải cắt ra xử lý. Ví dụ đây là nó đang nằm trong bức tường và chúng ta chỉ đục được có chừng này thôi, không đục ra được nữa. Tức là hai ống này nó cố định này và cái khoảng không gian này nó rất là ngắn. Đấy. Nếu mà chúng ta nối vào như kiểu này á, bằng cách thực tế thì không bao giờ chúng ta nối được nha, nó sẽ bị vướng, không bao giờ vô được. Cho nên mình chia sẻ với các bạn cách làm như thế nào để nối được cái ống này, cực kỳ đơn giản luôn. Thì muốn mà nối ống này dễ dàng á thì chúng ta phải dùng một cái đèn khò này các bạn. Đấy, thì trước tiên á, các bạn vẫn cứ thoa keo nha, thoa keo đầu này đi, rồi bên trong này chúng ta gắn ống này vô trước. Đấy, gắn này chắc vào. Tiếp theo cái đầu này chúng ta cũng gắn luôn, cứng hết cỡ này. Các bạn thấy này, không có vào được, không vào được đúng không? Đấy, rồi thì chúng ta sử dụng đèn khò này. Các bạn xem kỹ nhé, mình hơ này, hơ và quay qua quay lại, đừng để ống nhựa cháy nha. Các bạn hơ thì ống nhựa một thời gian nó sẽ mềm. Các bạn đang xem video thì hãy nhấn đăng ký kênh nhé để ủng hộ mình. Và nhớ bấm chuông để nhận những thông báo về video mới nhất mà mình chia sẻ. Mình biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn thôi, không có giấu. Tại vì mình nghĩ mình chia sẻ thì có người biết, có những người lại không có biết. Thì chủ yếu là để giúp đỡ nhau thôi. Này. Đấy. Đây mình không có nối keo nha. Còn nếu mà các bạn dùng keo thì nó sẽ vào sâu hơn. Các bạn. Thấy không? Ừ. Bạn dùng cách đó nhé. Đấy. Đấy, các bạn thấy đơn giản không? Rất là dễ dàng. Và ống này vẫn thẳng luôn nhé, thẳng đẹp luôn. Ừ. Chỉ dùng cách này thôi thì mình gắn ống nước nó mới tốt được. Còn nếu không á thì nó sẽ bị rò rỉ, thậm chí rò rỉ nặng hơn được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.